Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu cho anh em tham gia một chương trình iGroup nhận 15 top cần có ký hiệu là LMT từ sáng Lumo của các bạn. Chương trình iGroup này giáo 2. Để tham gia giám nay các bạn click phần link mô tả thứ nhất của mình, các bạn làm nhiệm vụ các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join group mà. Mình join kênh Chaler nè. Rồi các bạn join kênh Chaler nữa luôn các bạn. Rồi tại Twitter thì các bạn follow nè. Rồi tiếp tục bạn copy cái hashtag này các bạn. Rồi các bạn sao chép, các bạn giờ đây tự quyết tán hai người bạn nha bạn. Đừng bao giờ nói chơi, sẽ làm tội nghiệp. Tập cần này nó sẽ list sàn ban cái kê swap nha các bạn. Rồi các bạn gì fly nữa các bạn chụp nhận như tự quyết nha bạn. Các bạn tan hát tát bây giờ nha bạn. Đến vào. Rồi tiếp tục thì xuống đây các bạn tăng ba người bạn của mình vào các bạn. 2 hoặc 3 cũng được. Mình tăng cộng Goku. Tăng cộng Leju. Rồi các bạn copy cái hashtag này lại các bạn. Không phải các bạn. Khoan các bạn chậm xíu các bạn. Tài. Sự kỹ tài. Rồi các bạn sao chép lên các bạn. Rồi các bạn đăng từ. Rồi các bạn tự quyết lên. Sau khi tự quyết xong thì các bạn bình luận luôn một cái nha bạn. Các bạn dán vào bình luận nữa. Rồi các bạn trả lời nha bạn. Tiếp tục còn mở link form nha các bạn. Lumo quyết. Rồi tiếp tục các bạn vào đây các bạn cũng tự quyết cái gửi quyết cái nữa nha các bạn. Rồi các bạn xuống đây các bạn like nè các bạn. Các bạn cũng trích dẫn cho tự quyết cái nữa nha các bạn. Các bạn bắt cái hashtag này nha các bạn. Không dán vào đây. Các bạn tự quyết lại cái nữa nè. Rồi các bạn bình luận cái nữa nha các bạn. Dán vào đây cái nữa nè. Rồi các bạn trả lời nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn qua trả về link form các bạn khai báo thôi các bạn. Thì dòng đầu tiên các bạn chọn Z nha các bạn. Z. Rồi câu trả lời thì các bạn copy cái link request hashtag này mà. Rồi các bạn qua Twitter của mình nghe nè. Là cái bài đầu tiên nha các bạn. Các bạn qua Twitter mình nghe nè. Vào hồ sơ nè. Tool này một bài hay rớt. Là cái bài đầu tiên nha các bạn. Phải các bạn. Đó, cái bài tấm cung này các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lại. Các bạn dán vào đây. Tiếp tục thì các bạn gửi lên tờ quyết bài thứ hai nha các bạn. Bạn cũng mở tờ quyết tờ lại nè. Bạn nhập vào bài tấm cung nè các bạn. Bạn nhấp vào hồ sơ nè. Các bạn chia sẻ các bạn ai góp nữa nè các bạn. Các bạn cũng sao chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Các bạn bắt vào đây nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền địa chỉ username tại Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng memo của bạn mà tại Twitter của tất cả các bạn ra thì sẽ thấy. Xin lỗi tôi mạng. À, còn memo của anh này các bạn. Tiếp tục thì username Telegram của tất cả các bạn join vào nữa các bạn. À, còn anh bút số 1 mà. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ với BNB sang Maxen nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chút chocolate mình ra nè.
rồi bạn copy địa chỉ BNB Summer Chain mình nè, rồi bạn bắt đập lên nè, bạn dán vô đây nha. Các bạn ghép này thì các bạn điện giùm mình ở công 241 nha bạn, rồi chị bấm gửi nha bạn. Giờ mình giới thiệu một các bạn một cái kèo thứ hai nữa các bạn. Giờ mình gửi kèo thứ hai là các bạn nhận được 8 tốc cần Dovi Swap từ sàn Dovi Swap nha bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video của mình, bấm nút start chatbot nha bạn. Rồi các bạn chờ bot phản hồi chút xíu nha bạn. Rồi các bạn bấm start xong các bạn click chat các bạn. Các bạn mình ghép 8 đô tốc cần dot nha bạn. Rồi bạn bấm vào continue new. Sao nó con bot này đơ kỹ ta. Rồi nhiệm vụ đầu tiên thì các bạn join vào kênh group nha bạn. Các bạn join vào những kênh group các bạn giúp cấp trang nha các bạn. Ui trời, cái máy này kỳ trời. Nè các bạn lưu ý số cấp trang của mình là bạn cộng anh 41 là 509 bằng 14 nha các bạn. Các bạn ghi vào số 14 nha các bạn, các bạn mới join vào group nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn mới đắp lên nè. Các bạn follow kênh trailer nè. Rồi các bạn đắp lên nè. Rồi các bạn follow Twitter nữa nè. Rồi các bạn theo dõi nha mà. Nói chuyện quýt này lót quá chậm. Rồi tất cả các bạn diệt like nè. Twitter nè. Các bạn đi với chiếc chẵn Twitter đi nha mà. Các bạn ghi ở cộng Dolby. Rồi dự án đó nè các bạn. Rồi bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn mới đắp lại. Các bạn bấm vào một submit detail nha các bạn. Đâu ngoài sao con bot nó không phản hồi chứ các bạn. Bot nó hơi đơn chút các bạn. Rồi các bạn bấm done. Đâu rồi ta ơi. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link tờ Twitter của tất cả các bạn nha các bạn. Thì các bạn mở tờ Twitter mình ra nè. Các bạn nhấp vào ba cái ảnh cùng nè, nhấp vào một hồ sơ nè. Các bạn nhấp vào ba cái ảnh cùng nè. Các bạn chia sẻ nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ chép vào khai nhớ tạm nè. Rồi các bạn mới tiếp lời nha các bạn. Các bạn mở con bot ra, các bạn bắt vào đây là nè. Các bạn gửi cho bot nha bạn. Sao nó không phản hồi các bạn? Đơ thiệt chứ. Tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain Bet20 nha các bạn. Thì các bạn mở địa chỉ chocolate cho mình ra nè. Và mình cũng muốn thông báo nha các bạn. Bạn nào có làm dự án nhận tốc cần Rocket này thì cũng đã về nữa bạn. Hiện tại tốc cần này đã list sàn Bankage Swap nhưng giá khá là thấp nha các bạn. Rồi các bạn chỉ copy chỉ BNB của mình vào nè. Rồi các bạn mới đắp lên nè. Các bạn gọi là cho bot nha các bạn. Rồi sau khi các bạn gửi địa chỉ BNB Smart Chain thì các bạn nó hiện ra một link ghép, các bạn chỉ việc lấy link ghép mà chia sẻ cho bạn bè và người thân để kiếm thêm tốc cần đó các bạn. Ok, như vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia hai dự án đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.